Ngày 24 tháng 9, một vụ sập nhà xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 133/4 đường Bình Quế, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời giải cứu người bị nạn. Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, căn nhà tại địa chỉ trên đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Lúc này có 5 người bên trong. Người dân xung quanh vội tới ứng cứu và đưa được 3 người ra ngoài đi cấp cứu. 2 người còn mắc kẹt. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai cứu hộ. Lực lượng chức năng đã tìm thấy một nạn nhân bị mắc kẹt trong tình trạng còn sống và đang được sơ cứu, sau đó sẽ chuyển đi bệnh viện gần nhất. Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được triển khai.